đội thuyền Quy An Hải, chúng ta lưu ý là chúng ta phải bơi vào trong hoa tiêu xuống và trong đầu một trong người đi vào lại hoa tiêu xuất phát của mình là hoa tiêu số 1. Đội thuyền Quy, chúng ta bơi nhanh một phía đi. Nếu chúng ta bơi bằng qua hoa tiêu số 4 á, chúng ta đi thẳng vào. Chúng ta đi thẳng vào. Rồi, xin mời đội thuyền Quy vẫn chúng ta tiếp theo. Chúng ta bơi nhanh đi. Chúng ta bơi nhanh một tí nữa, đội thuyền Quy vẫn á. Đội thuyền số 2, chúng ta bơi nhanh một tí. Đội thuyền Quy hãy chúng ta chưa đâu. Chúng ta dừng lại đi, chưa, chậm lại. Rồi, chúng ta chưa đưa thuyền mình về với tỷ số 1 đâu, chúng ta dừng lại đó đi, tạm lại. Và xin mời bốn đội thuyền chúng ta dơ dần chào khán giả. Chắc là xin chúc mừng bốn đội thuyền của chúng ta. Và xin kính chúc các đội thuyền của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc cuộc đua vòng đua chung kết. Đội thuyền Quy An Hải, chúng ta dừng lại, đúng rồi, chúng ta dừng lại ở đội thuyền 1. Xin mời vận động viên của đội thuyền Quy An Hải, ông Huấn, chúng ta nhảy một người trước, chúng ta nhảy đại lại cái vận động viên số 2 đi. Đi đâu?
đua thứ hai là bản đua chung kết thì chúng tôi nhận thấy rằng sẽ không gặp được đây đồng đấy rồi chứ luôn nhau đi nhau bỏ được leo vô đồng nè vậy hả? Không sâu mà bay nữa mà. Bay nhà bỏ được leo
Quay ra. Đó nhanh đi, trên đấy đụng cái phụng á. Đó liền đi, trên đấy đụng cái phụng á. Quất liền. Quất liền cái phụng đi, đi xóa đoàn xí đi chết. Phụng đi đoàn xí đi. Khói rồi. Phụng đi bị đau luôn rồi. Đi bị ngồi luôn ơi. Đi bị ngồi luôn ơi. Trời ơi, đi bị đau. Khói rồi. Quy An rồi. Nú dạy là con Quy An đấy. Đó, bỏ không biết không quá. Bỏ hơi qua dựng ghe luôn. Bỏ rồi. Chứ lại thùng tiêu chứ lại thùng gì nữa không phải ở đây biết rỡ phát xà mày không biết trước mà sao ai chứ còn những lễ dạ thôi con giao cho các trận quá là biết rỡ mà ủa cậu luôn nên thấy luôn đó không thấy à tớ gì nấu tớ nó ruột luôn nên thấy luôn mà không sao không nói ra cho lên đâu chơi cho lên phải cấp rồi thì thủ Pha Tiêu cũng là một lợi thế.
như chúng ta thấy rằng tại lượt đua đầu tiên anh chiếc thì vị trí hoa tiêu số 2 đội tuyển Việt vẫn dẫn đầu và về nhất trong đội tuyển chiếc đội thi đấu sẽ giành chiến tích vô địch. Và như vậy ở hoa tiêu số 2, đội tuyển Huy An Vĩnh cũng đã hoàn thành xong lượt tới thứ 3. Và xin chúc mừng đội tuyển Huy An Vĩnh. Thank you.
đâu thì là nó không có chuyện. Trong quy thế đó cả nó đố cả ba cái không biết kịp không đây đây đúng đấy. Quỷ mở sáng rồi đâu nữa. Quay đâu có ha đâu, mà trong làng có đâu, cũng đâu, chả biết đâu có xoa đâu. Mà thôi đó. Chúng ta với đội tuyển mình về đúng vị trí hoa tiêu trung tâm, hoa tiêu xuất phát của đội tuyển mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở vòng cuối cùng. Các đồng thời sẽ về vị trí thứ hai là đội tuyển thủ Anh Vấn. Đội tuyển thủ Anh Vấn chúng ta có lên. Và như vậy là đội tuyển thủ đã xác định đi vào vòng đi của hội thi số 1 và đội tuyển hội thi số 4. Và như vậy là đội tuyển Nam Anh Hải ở vị trí hoa tiên số 3 đã hoàn thành xong lượt tới cuối cùng và được trao hoa tiên lần này. Xin chúc mừng đội tuyển Nam Anh Hải. Lo đỡ giảm thế à? Chúng ta có tới đây.
truyền xuống. Phải nói là trong bốn vòng đua. Một lần nữa ban tổ chức, ủy ban nhân quyền cũng xin trân trọng cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ cho hội đua thuyền lần này, và xin chúc mừng đội thuyền Lăng đã hoàn thành cự ly của mình. Và chúng tôi xin được công bố kết quả như sau. Ở vòng đua chung kết, giải khuyến khích thuộc về đội thuyền Lăng An Hải, giải ba thuộc về đội thuyền Quy An Hải, giải nhì thuộc về đội thuyền Phụng An Vĩnh, và cúp vô địch thuộc về đội thuyền Quy An Vĩnh. Xin chúc mừng.